Album Tết Trung Thu là một dự án âm nhạc đặc biệt mà tôi rất là tự hào được giới thiệu nhân dịp Tết Trung Thu năm nay. Trong album này, tôi đã cover lại những bài hát Trung Thu kinh điển như là Chiếc Đèn Ông Sao, Rước Đèn Tháng 8, Đêm Trung Thu, Thằng Cuội, nhưng với một cái phong cách hoàn toàn mới mẻ. Trong đó có một số các cái bản nhạc là được phối theo phong cách epic. Phong cách epic mang đến sự hoành tráng và cảm xúc mạnh mẽ, thổi một làn gió mới vào những cái giai điệu của tuổi thơ mà ai cũng đã từng rất là quen thuộc. Album này là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, một cái ký ức tuổi thơ được trình bày theo một cái cách hoành tráng nhất có thể. Và bây giờ các bạn sẽ cùng với tôi lắng nghe những cái ca khúc đó các bạn nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích nó. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký để theo dõi hành trình âm nhạc của tôi các bạn nhé.